có nhiều vận động ít tem hộ và tem hộ thì đấy nha. Chào anh em đã quay trở lại với kênh Giàng A Thành nha. Lấy quên chưa ấn quay. Giờ mới quay. Đây là hai ông anh đang vẽ bức tranh đồng quê, đang đi lót lèn phần núi, núi xa anh em nhé. Vừa lại phát qua rồi mình quên, mới đi hơi muộn chưa quay phần phát. Anh em nào có nhu cầu vẽ tranh tường hay là sơn giả gỗ, sơn giả đá thì inbox số điện thoại mình để phần mô tả của kênh nhé. Làm toàn miền Bắc bảo hành 25 anh em ạ. Thank you.
tranh đồng quê anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu vẽ tranh thì inbox số điện thoại để phần mô tả kênh nhé. Ông anh em vẽ trâu bức tranh này vẫn còn người các thứ nữa chưa xong, nhưng mà mình có việc bận quay đến thế này thôi. Anh em nào có nhu cầu vẽ tranh thì cứ gọi cho số điện thoại. Làm toàn miền Bắc nha anh em nhé. Bảo hành 25. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.